chào quý khách hàng của nhà TTV. Hôm nay em Nhung có một cái tông màu xanh rất là ngọt ngào đúng không ạ? Nếu như mà các chị nhà mình nhìn cái bài viết và nhìn cái video mà em Nhung đang quay á thì các chắc chắn luôn là các chị nhà mình cảm thấy cái màu xanh này cực kỳ là ngọt ngào. Em đảm bảo với các chị, hàng mà các chị nhà mình nhận bên ngoài nó sẽ còn ngọt ngào hơn rất là nhiều nha. Thiết kế cho mình bằng chất liệu vải lụa gấm cao cấp và vuông xòe nhẹ. Mẫu này thì em đi cho mình là dạng cổ vuông nè, tay thì nó hơi bồng một chút xíu. Để chị nào nhà mình có cái phần bắp tay không được thon gọn, bắp tay to thì mình có thể chọn những cái mẫu tay bồng như thế này, nó sẽ làm cho cái dáng tay của mình nó thon hơn và giúp cho mình dễ dàng trong các hoạt động hơn nha. Thiết kế thêm cho các chị hai túi hai bên thì cái phần túi này nó sẽ rất là tiện để chị em nhà mình đi làm đó, mình đựng một chút xíu những cái vật dụng nhỏ nhỏ, ví dụ như là son phấn này nọ. Chất liệu vải lụa gấm đó là một chất liệu vải khá là dày dặn, không có quá gọi là mỏng hoặc không quá dày, nó vừa đủ để giúp cho chị em nhà mình cảm thấy thoải mái hơn và có độ co giãn nhẹ giúp em Nhung ha. Rồi mẫu đo TTV 571 em đang mặc, nếu như mà chị nào nhà mình đừng nghĩ thì ngay bây giờ nghe cái giá là các chị nhà mình thấy bất ngờ liền. Mẫu đầm chất liệu vải lụa gấm này bên nhà em chỉ có giá 475.000 thôi. Chia sẻ bài viết được hỗ trợ giảm giá thêm 20.000, chỉ còn có 455 nha. Chị nào ghé cửa hàng link mẫu đầm TTV 571 về nhà với giá 455.000. Còn chị nào nhà mình ở xa thì comment đặt hàng lên trên bài viết này giùm em, sẽ được hỗ trợ giảm giá và miễn luôn cả phí vận chuyển giao đến tận nhà cho các chị. Size của em đầm này là từ 45 cân cho tới size là 70, 73 hoặc 74 cân tùy theo chiều cao của các chị mà mình có thể diện vừa size 3 XL của nhà TTV nha. Nhanh tay ghé liền ba cửa hàng của nhà em tại địa chỉ là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Quán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Hoặc là các chị nhà mình có thể comment đặt hàng lên trên bài viết giùm em theo cú pháp là TTV 571 và kèm giùm em số điện thoại của mình. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình nhé. TTV xin chào tất cả các chị đẹp của nhà em ạ. Bên cạnh những cái tông màu trơn mà các chị nhà mình đã thấy rất là nhiều trong thời gian qua thì ngày hôm nay em Nhung xin giới thiệu đến các chị một cái gam màu hoa rất là gọi là nhu mì này, nhã nhặn, vừa làm tôn lên được cái làn da của mình và vừa giúp cho các chị nhà mình trẻ trung hơn khi mà mình diện mẫu đầm TTV 565 mà bé Nhung đang mặc ha. Mẫu này hiện tại đang có giá đó là 445.000. Theo như cũ á, thì các chị nhà mình chia sẻ bài viết này á thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá 20.000 nè và miễn luôn cả phí vận chuyển cho em nếu như mà mình ở xa. Ghé cửa hàng thì được hỗ trợ giảm giá 20.000, còn ở xa thì vừa giảm giá và vừa miễn luôn cả phí vận chuyển. Nên là các chị nhà mình nếu như mà ưng ý cái sản phẩm này thì ghé liền giùm em nha. 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để trải nghiệm sản phẩm TTV 565. Mẫu này thì em thiết kế cho mình theo cái kiểu dạng đó là cái phơm A nhẹ nè, nền là nền màu kem và những cái họa tiết hoa văn của nó sẽ là tông màu nâu cho các chị ha. Vẫn có hai túi hai bên rất là tiện cho chị em nhà mình đúng không ạ? Thêm một điểm nhấn nữa cho em đó là cái phần line phía dưới em sẽ may cho các chị nhà mình theo cái kiểu đuôi cá để cho nó tăng cái sự trẻ trung cho mẫu đầm em đang mặc. Phần cổ thì em sẽ may cho mình theo dạng cổ vuông nhẹ nè và tay là tay loe, nên là chị nào nhà mình có cái vòng tay không được thon gọn thì có thể tự tin diện cái mẫu đầm TTV 565 mà bé Nhung đang mặc, size từ 45 tới size 75 cân nha. Chị em nào nhà mình ở xa không thể tiện ghé cửa hàng của nhà em thì ngày hôm nay các chị có thể là comment đặt hàng lên trên bài viết giúp em Nhung theo cú pháp như cũ đó là TTV 565 và kèm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho chị em nhà mình nhé. TTV xin chào các chị nhà mình. Các chị nhà mình ơi, bữa giờ các chị nhà mình có xem qua được những cái mẫu đầm phơm dập ly này của nhà em chưa ạ? Hôm nay em Nhung có một cái mẫu phơm dập ly rất là trẻ trung dành cho các chị luôn. Và mẫu đầm này bên ngoài nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà các chị nhà mình xem qua những cái video như thế này ha. Mẫu đầm em đang mặc có mã số sản phẩm đó là TTV 560. Mẫu này bên em hiện tại đang có giá 455.000 thôi, rất là rẻ luôn. Và chưa tính là khi mà các chị nhà mình xem bài viết này, chia sẻ bài viết này giùm em hoặc là mình đăng ký kênh YouTube đó là TTV Store, bên em sẽ hỗ trợ giảm giá cho các chị 20.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển khi mà mình đặt hàng online các chị nha. Mẫu đầm em đang mặc thiết kế cho mình ở trên á thì sẽ may bằng chất liệu vải vôn hàng cao cấp. Điểm nhấn đó là những cái đường viền cổ màu đen nè và đường viền tay màu đen, nó giúp cho cái phần thân của mình được thon gọn hơn. Chân váy thì em sẽ may bằng chất liệu vải
ở chin phơm và dập ly như thế này, dập ly đều cho các chị luôn. Bên trong thì chắc chắn là sẽ có một lớp lót cường tông rồi. À, và dập ly thì sẽ không có cùng với các chị nhà mình nha, không có hai túi hai bên, chỉ có những mẫu đầm trơn á, không dập ly thì mình có thể may túi được thôi. Còn dập ly may túi thì nó sẽ không có được đẹp con ly cho lắm. Nên là mẫu đầm này ví dụ không có may túi cho các chị em nha. Phơm đầm TTV 560 em đang mặc có size từ 45kg cho tới size 73-74kg tùy theo chiều cao mà mình có thể mặc, vừa size 3XL của nhà em. Nếu như mà ở gần ghé liền dùm em ba cửa hàng: 1192 Quang Trung, phường 8 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Còn ở xa thì cứ việc yên tâm, hãy comment đặt hàng lên trên bài viết để bên em có thể hỗ trợ giảm giá và miễn ship cho các chị theo cú pháp là TTV560 kèm cho em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình nhé. Hello, xin chào tất cả các chị. Hôm nay TTV có một cái tông màu rất là sang chảnh dành cho các chị nhà mình. Đó là tông màu đen với họa tiết hoa văn là màu cam vàng cho em các chị nha. Cái chất liệu vải của em này đó là một chất liệu mà em nghĩ là các chị nhà mình đang săn đón rất là nhiều. Đó là chất liệu vải lụa Vân Pháp giùm em. Thiết kế đầm xòe nhẹ che cho mình những cái khuyết điểm ở vùng bụng, vùng eo và vùng bắp tay của mình ha. Nếu như mà chị nào nhà mình có tay to nè, cái phần tay là em may cho các chị nhà mình theo cái kiểu là tay suông á, nên là bắp tay to, bắp tay không được thon gọn thì chị cái mẫu này cho em hoạt động thoải mái luôn. Cổ em đi cho mình đó là dạng cổ tròn, nhưng mà có cấu vét chữ V nhỏ nhỏ một chút xíu ở phía giữa cổ thì nó sẽ tăng thêm cái sự trẻ trung cho cái mẫu đầm này nữa. Mẫu đầm em Nhung đang mặc có mã số sản phẩm là TTV569, và mẫu này hiện tại bên nhà em đang có mức giá đó là 475.000, vẫn áp dụng chương trình chia sẻ bài viết hỗ trợ giảm giá cho các chị 20.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển giùm em. Ở gần thì ghé liền giùm em ba cơ sở: 1192 Quang Trung, phường 8 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, để mình có thể trải nghiệm sản phẩm này có size cho các chị từ 45kg cho tới size 75kg giùm em. Với cái thiết kế phơm xòe và có điểm nhấn là hai cái phần túi ở hai bên nữa, nên là các chị nhà mình có thể diện mẫu đầm này đi tiệc, đi chơi và đi công sở như mình Nhung đều ok ha. Còn chị nào nhà mình ở xa cũng đừng có thắc mắc gì hết, mình cứ để lại comment trên bài viết này giùm em theo cú pháp là TTV569 kèm cho em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV